Chào các bạn, video này mời các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng đến từ thương hiệu Carrera. Đây là một cái đơn đặt hàng của một vị khách tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn. Đã lúc đặt vào ngày là 7 tháng 4 năm 2020. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2021. Nó mất khoảng tầm một ngày 7 đến ngày 5, tức là mất khoảng 28 ngày. Đó. Vì chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra xem coi kiện hàng này nó có bị vấn đề gì không. Đây là cái bill lúc mua là có giá là 39.99 đô. Đây là nhân vật chính chúng ta. Bên ngoài nó có một cái bóc cạc tông. Bóc cạc tông này đến kho Mỹ người ta sẽ cắt cái bóc đi để nó giảm cái thể tích xuống, để tiết kiệm phí vận chuyển. Ta chỉ giữ về cái nhãn bên ngoài cái bóc này thôi. Đây là được ship từ seller có tên là Yuma Shop nè, quận Brooklyn. Ship tới kho ship là bằng bank order, bằng dịch vụ là USPS. Đây là số check-in của USPS. Bên ngoài nó được bao bởi một cái lớp ni lông. Chúng ta sẽ mở cái lớp ni lông này ra để kiểm tra. Về Carrera, đây là một cái thương hiệu thuộc tập đoàn Safilo, chuyên sản xuất kính râm và kính thể thao. Đây là thương hiệu của Áo, được thành lập vào năm 1956. Tuy nhiên hiện tại đang hoạt động ở Padova ở Ý. Đây, bên ngoài của chiếc bóc này. Chiếc bóc này nhìn khá là có thiết kế khá là thể thao. Đây có những cái đường nét cắt nè, Carrera Airway Sin 1956. Ở đây có cái đồ để mở lên nè, cái miếng này màu đỏ trông rất là nổi bật. À, bên trong là nhân vật chính của chúng ta. Nó gớt một cái miếng, đây là miếng sticker của Carrera để chúng ta dán lên những cái phụ kiện, ví dụ như là xe hay là laptop hoặc điện thoại á. Chúng ta ủng hộ thương hiệu này để chúng ta quảng cáo dùm cho thương hiệu này. Đây là cái túi của nó nhầm, đây là cái khăn. Ở đây còn một cái sticker nhỏ nữa, sticker này nhỏ hơn. Đây là cái khăn dùng để vệ sinh kính. Cái khăn này rất là cần, tại vì kính chúng ta cầm tháo ra tháo vô á, mồ hôi tay nó sẽ bám lên cái kính này, trông nó rất là bẩn. Ví dụ mỗi lần chúng ta muốn chụp hình, chụp phục tấm ảnh kỷ niệm á, thì chúng ta phải dùng cái khăn này vệ sinh cái kính đi, nhìn cái kính nó sẽ đẹp hơn. Bên ngoài nó được bao mỗi một cái lớp, một cái túi zip. Đây, bên trong ở đây nó có một cái sợi dây này chúng tôi cũng chưa tìm hiểu nên không có giải thích được ở đây. Còn đây là cái càng kính thì được bảo vệ bởi một cái bao ni lông bên ngoài. Bao ni lông này nó rất quan trọng, nó sẽ bảo vệ tránh bị hai cái càng này nó va đập với nhau. Nhiều mẫu kính không có bao ni lông này nè, nó sẽ cạ với nhau và nó làm cho cái càng kính nó bị xước đi. Đó, chúng tôi đã từng bị một số mẫu phải đem phải sử dụng đeo luôn, không có bán được hoặc là phải bán giảm giá. Rồi về cái chúng ta sẽ kiểm tra xem rồi nó có bị chảy xước hay là bị vấn đề gì hay không. Thường thường mà những mẫu kính bị đa số của nó bị nhiều nhất là nó lắp vào nó không có khớp. Khi mà các bạn dùng lực nó sẽ kêu nghe cạch 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 vậy. Đó, ở đây chúng ta dùng kiểm tra nó vẫn ok. Đó, trên càng kính nè, không có một cái lớp chày, vết chày nào hết. Tất cả đều ok. Đây là có cái tem nhãn nè, More Comfort, Less Glare. Carrera. Mẫu kính này là có tính năng là Polarize, đây là cái tính năng cắt những cái tia phản xạ, những cái tia nhỏ nhỏ li ti, nó gây cho mắt chúng ta khó chịu. Ví dụ như ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống cái cạnh xe đạp bằng inox, nó bóng á, nó sẽ phản xạ ra rất là nhiều những cái tia nhỏ nó làm cho mắt chúng ta rất là khó chịu. Đó. Cái chức năng Polarize này nó sẽ cắt đi những cái tia nhỏ đó, nó làm cho mắt chúng ta dễ chịu hơn. Nhất là những cái bác tài lái xe, các bạn lái xe trên những cái tuyến đường dài nó có những cái vũng nước. Mặt trời nó chiếu xuống đó, chiếu xuống vũng nước, bắt đầu từ vũng nước nó tỏ những cái tia nhỏ nhỏ nhỏ, nó bay là trên mặt đường á, nó sẽ gây được rất là khó chịu. Kính năng mà có Polarize này sẽ cắt đi những cái tia nhỏ đó, nó giúp cho chúng mắt chúng ta thoải mái hơn. Về cái size thì mẫu này nó có đường kính, độ rộng kính là 62, tức là từ đây sang đây, còn cầu kính là 15. Đây, mẫu kính này nó tương đương với cái size lớn của dòng Aviator. Aviator nó cũng có xe lớn của Aviator, nó cũng là 62, cầu kính của Aviator thì nó chỉ là 14 thôi. Tuy nhiên 14-15 nó chỉ lệch nhau 1mm, không là đáng kể lắm. Về cái khung kính này nó là bằng màu đen, cầm nó cảm giác rất là nhẹ. Đây là cái khung này nó có thể là
bằng chất liệu là titanium chẳng hạn. Này chúng tôi có chưa có tìm hiểu nên dự đoán thôi chứ không có khẳng định là titanium nha các bạn. Tại vì bằng kim loại nó sẽ nặng hơn. Những mẫu dòng Avitor cầm cảm giác nó rất là nặng, mẫu này cầm cảm giác nó rất là nhẹ. Đó, cái khung này. Đây là cái khung này, tất cả từ tròng kính đến khung nó đều có cái tông màu đen rất là ngầu. Trên cái càng kính nó có thêm cái tông màu đỏ này. Màu đỏ ở mặt sau, cái lớp nhựa nó có một cái lớp nhựa trong màu đỏ, nó mang lại một chút gì đó nét thể thao hơn. Trên càng kính nó có dòng chữ Carrera này. Carrera được dập nổi trên cái càng kính luôn. Bên cả hai càng kính đều được dập nổi cái tên thương hiệu Carrera. Rồi kiểm tra ok hết, tất cả đều ok. Thì chúng tôi sẽ thực hiện đóng gói lại. Và vì khách nào ở Bình Thạnh thì chúng tôi sẽ thực hiện book dịch vụ là Xpass, có thể của giao hàng tiết kiệm á, dịch vụ nó giao trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ lúc mà shipper tới lấy hàng đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À quên á, các bạn có thể theo dõi những cái mẫu kính của thương hiệu Carrera này mà đang bán tại Mỹ bằng cách các bạn truy cập vào trang chủ ship.vn, sau đó các bạn vào mục kính mát và các bạn chọn cái thương hiệu là Carrera đó, sau đó nó sẽ hiển thị ra những mẫu Carrera mà nó có giá về tận nhà, giá trên website nó sẽ về tận nhà của các bạn tại Việt Nam luôn đó. Thì trên website là nó được cập nhật giá liên tục, 2 ngày chúng tôi sẽ cập nhật một lần. Các bạn có thể bấm đặt trực tiếp trên website, sau đó sẽ nhận được thông báo tiến độ hàng về liên tục qua email. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.